Xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Sáng nay là ngày 23 tháng 7 2021, là ngày giãn cách xã hội thứ năm của chỉ thị 16 trên toàn 19 tỉnh thành phía Nam, và khu vực này là thị trấn Mỹ Xuyên bị phong tỏa các bạn. Thì mình cũng xin chúc cho mọi người một ngày mới luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và mình sẽ chia sẻ những hình ảnh tại khu vực phong tỏa ra sao đến quý cô chú anh chị xem nhé. Hiện bây giờ là khoảng 5 giờ 45 phút sáng các bạn. Thì tình hình của bà con mình ở này thì nhà ai nấy ở. Ở này thì bà con mình rất thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 16 và hạn chế ra đường, không có nhiệt căng. Và cũng xin gửi đến cho quý cô chú anh chị một lời nhắn là hãy thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh, để cho bà con mình có cuộc sống trở lại bình thường. Như những đóa hoa khoe sắc đến đón những cái giọt sương mới, thì thời gian sẽ qua mau để mình có nhiều cái cuộc sống của mình trở lại như trước. Đây là hình ảnh khu vực của đường Triệu Nương, hay còn gọi là đường tỉnh 934 của Mỹ Xuyên hiện nay các bạn. Là từ chốt chặn của cây xăng ở trên đầu trạm máy kéo, chỗ cây xăng Nguyên Đội, cho đến cái trung tâm y tế huyện là khoảng 1 km các bạn. Từ nay lên trên chỗ khu vực chốt chặn thì ở đây có hai chốt các bạn. Một chốt là chỗ đường Chùa Phúc Hòa, và ở trên cái xăng. Còn đây là những người giao hàng bánh mì các bạn ơi. Đây, cô này đi giao bánh mì đó các bạn. Ở này thì người ta không ra mà có người đi giao tới chỗ bánh mì không đó các bạn. Từ nay đến chỗ bệnh viện huyện Mỹ Xuyên bị phong tỏa trước các bạn thì khoảng 100 ngoài mét, khoảng 2 cây cột đèn các bạn.
thì lâu lâu thì cũng có một hai vài người đi chợ mua lương thực thực phẩm đó các bạn. Ở phía khu vực dưới chợ này hiện bây giờ thì đã bị phong tỏa, chợ cũng bị phong tỏa các bạn, chỉ có Bách Hóa Xanh. Hiện nay thì trên địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên cũng có mở cái chợ lưu động cho bà con tiếp lương thực thực phẩm đó các bạn, thì có bán rau cải và thịt ở trong cái trường trung học của Mỹ Xuyên, ngay cái góc đầu đường vào trung tâm thị trấn Mỹ Xuyên đó các bạn. Thì bà con mình an tâm, cứ có đủ đồ để cung cấp cho mình trong cái thời gian giãn cách này. Rồi bây giờ chợ miền Tây cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của ngày thứ năm giãn cách trên địa bàn thị trấn Mỹ Xuyên, và cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn giữ gìn sức khỏe trong thời gian giãn cách và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay thì đăng ký kênh ủng hộ, chia sẻ cho nhiều người cùng xem để có nhiều video mới nhất của chợ miền Tây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của mình nhé. Bye bye.